Thưa quý khán giả, như Nhịp sống ngày mới sáng nay có thông tin về sự thật tờ hóa đơn ở một quán cà phê ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Nhiều người đầu choáng mắt hoa khi thấy một ly cà phê mà có giá gần bằng một chỉ rưỡi vàng 4 số 9. Nhưng ly cà phê được xem là đắt nhất Việt Nam kỳ thực không hề tồn tại. Điều tồn tại duy nhất là mức phạt gần 20 triệu đồng dành cho chủ quán. Cục Quản lý Thị trường Lâm Đồng ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Quốc Huy, trú tại thành phố Bảo Lộc, là người đại diện quán Photo & Buy Coffee gần 19 triệu đồng. Các hành vi vi phạm gồm kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không niêm yết giá hàng quá theo quy định, niêm yết không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng. Trước đó, nhiều trang mạng xã hội lan truyền một hóa đơn tính tiền đồ ăn thức uống của quán Photo & Buy Coffee. Trong đó, mỗi ly cà phê Phượng Hoàng Lửa gần 250.000 đồng. Gần đây nhất là hóa đơn 4 ly cà phê với giá 7.200.000 đồng một ly. Khi các cơ quan chức năng kiểm tra, ông Quy cho rằng ly cà phê Phượng Hoàng Lửa là món đặc biệt, có công thức riêng, gồm cà phê, trứng, mật ong rừng và một số loại rượu ngoại. Chủ quán thừa nhận hóa đơn tính tiền 4 ly cà phê trị giá gần 29 triệu đồng là do ông tự in rồi đăng tải lên trang cá nhân của mình để cầu like. Đây không phải lần đầu sự việc như thế này xảy ra tại Bình Phước. Trước đó, vào đầu tháng 4, một số đoạn clip, hình ảnh, bài viết ghi lại cảnh xếp hàng đợi từ rạng sáng sớm để làm thủ tục đất đai cũng xuất hiện. Nhu cầu tăng bất thường và càng bất thường hơn khi nó xuất hiện gần như là song song với những buổi chốt giá đất như kiều lô tô tại Bình Phước và nhiều tỉnh thành khác. Tỉnh Bình Phước trước đó có công văn chỉ đạo về việc ngăn chặn tình trạng các dự án ma lôi kéo người mua, lừa dối bán đất tự phân lô tách thửa. Động thái này được thực hiện khi trên địa bàn xảy ra tình trạng phân lô bán nền, tách thửa, tạo đường trên đất nông nghiệp. Một số đối tượng vẫn tiếp tục quảng cáo bán đất, lôi kéo người dân ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương để bán. Có người còn tự vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500, giới thiệu là dự án khu dân cư được phê duyệt để lôi kéo người dân dạ dạ mua đất ở dự án ma, nhất là tại các huyện Chơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh. Ngành chức năng đề nghị các đơn vị chỉ đạo, chấn chỉnh, tăng cường quản lý đất đai, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu liên quan, buông lỏng quản lý đất đai. Phải thông báo công khai phê duyệt các dự án khu dân cư cho người dân biết để tránh bị lừa đảo. Hệ lụy của phân lô bán nền là hàng loạt dự án ma, đất quy hoạch để sản xuất nông nghiệp bị biến thành nền, đất ở và rồi bỏ hoang. Bởi thực chất có nơi đèo heo hút gió, làm khi cả đời có người cũng chưa đặt chân đến, vậy mà ai cũng vui vẻ dốc tiền mua chỉ để ôm mộng lợi to. Chỉ riêng trong vụ của công ty Alibaba, có tới 58 dự án bất động sản ma với hàng ngàn hecta đất bị bỏ hoang lãng phí, và gần 4.400 người dân bị chiếm đoạt hơn 2.200 tỷ đồng. Những con số từ một vụ việc cũ hy vọng sẽ là lời cảnh báo với người dân đừng biến mình lao vào dòng xoáy ảo để rồi sập bẫy, mất tiền lúc nào không biết. Dựng trước sân một cơ sở nha khoa ở thành phố Hồ Chí Minh. Miếng mồi rất nhanh rơi vào tầm ngắm của hai đối tượng. Một người tiếp cận bẻ khóa, sau đó nổ máy. Lúc này cô gái phát hiện liền truy hô, cầm chổi đuổi theo nhưng vô vọng. Chiếc xe trị giá hơn 80 triệu đồng cứ thế mà một cánh bay mất ngay trước mặt hổ chủ. Nữ nạn nhân cho biết, bình thường con hẻm này rất an ninh cho nên bà vẫn hay đi bộ về nhà. Chỉ nên không loại trừ khả năng bọn cướp theo dõi từ trước, biết thói quen giờ giấc để ra tay. Nhưng nếu nói về sự mưu mô xảo quyệt thì hai người đàn ông sau đây cũng cao tay không kém với chiêu bài thả con tép để bắt con tôm hùm theo đúng nghĩa đen. Hai người đàn ông ăn mặc lịch sự chạy xe máy đến trước một cửa hàng hải sản ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng đừng vội cho đây là khách, bởi diễn biến sau đó sẽ phơi bày tất cả. Người ngồi sau giả vờ mua một hộp ốc xào có giá 100.000. Người còn lại tranh thủ lúc nữ chủ quán vào trong chế biến thì nhanh tay trộm con tôm hùm trị giá hơn 2 triệu đồng. Không vội rời đi, cả hai giấu kỹ chiến lợi phẩm, sau đó đợi nhân viên đưa hộp ốc xào trả tiền đàng hoàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
bán hộp ốc có 100.000 nhưng mất đi con tôm trị giá gấp 20 lần. Nhưng khổ chủ càng đau lòng hơn khi đây không phải lần đầu bị rơi vào bẫy của kẻ gian với cùng một thủ đoạn. Lần nào cũng ăn mặc bảnh bao, tưởng là khách sộp, quá ra chân dung lại là kẻ cắp. Như tin tức Mekong có thông tin, chị điểm đen tai nạn giao thông thủy tại Cồn Nổi, chủ nhánh sông Tiền thuộc xã Tân Phong, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Nước trồng thì cồn sẽ nhô lên, còn nước lớn khó mà thấy được. Và trong diễn biến mới nhất, ngành chức năng bước đầu có giải pháp lắp phao nổi cảnh báo trong thời gian chờ dọn cồn, giải quyết dứt điểm tình trạng này. Diện tích Cồn Nổi hiện khoảng 1 hecta, cách bờ Cù Lao Tân Phong khoảng 50 mét. Tại đây có 5 khối bê tông, nhiều trụ thẳng đứng của một cơ sở sản xuất kinh doanh trước đây. Thời gian qua, nhiều tàu ghe qua lại do nước lớn không phát hiện vị trí cồn nổi, dẫn đến mắc cạn, gây tai nạn. Trước mắt, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang lắp đặt phao cảnh báo, hạn chế giao thông thủy qua khu vực cồn nổi trên nhánh sông Tiền. Về lâu dài sẽ phối hợp với các đơn vị khảo sát, nạo vét để thông suốt dòng sông. Thưa quý khán giả, nấm rơm là loại thực phẩm được nhiều người ưa chuộng, về đầu ra thì có thể đỡ lo. Tuy nhiên cái khó là ở khâu bảo quản, vận chuyển đường dài. Hiểu được điều này, nông dân ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp lại có thể lên đời cho nấm rơm chỉ bởi một chút thay đổi trong cách nghĩ và cách làm. Gắn bó với cây nấm rơm hơn 30 năm qua, gia đình anh Tống Duy Cường ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp luôn trăn trở làm thế nào để có thể bảo quản lâu hơn mà vẫn giữ được độ ngon, dinh dưỡng. Qua nhiều lần mài mò nghiên cứu, anh cho ra thị trường sản phẩm nấm rơm đóng gói. Đầu tiên nấm rơm tươi về thì được sơ chế, rửa, gọt sạch. Sau đó là em cho trần hấp với là thanh trùng. Sau đó là em đưa vào nước muối để bảo quản. Khi mà nó đã đủ rồi thì mình bắt đầu cho vớt ráo rồi cân thịnh rồi bắt đầu cho đóng gói với kèm theo dung dịch nước muối nữa. Mỗi ngày cơ sở của anh Cương có thể tiêu thụ từ vài trăm đến một tấn nấm rơm tươi của nông dân trên địa bàn. Lúc cao điểm có thể tăng công suất lên gấp 4 đến 5 lần. Ưu điểm của sản phẩm là có thể để lâu ở nhiệt độ thường, rất tiện cho người sử dụng. Hiện tại thị trường chính của em vẫn là các trang thương mại điện tử và có hai cái nhà phân phối là ở Bình Thuận và ở Vũng Tàu. Và cái hướng tới của em là đang hướng ra xa hơn là thị trường miền Trung và thị trường miền Bắc, tại vì những thị trường đó là không có nấm rơm tươi cho nên rất là tiềm năng. Với lợi thế về thời gian bảo quản, tiện vận chuyển xa, các sản phẩm nấm rơm đóng gói của anh Khương hứa hẹn sẽ góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng lợi nhuận cho bà con nông dân. Nội dung vừa rồi cũng khép lại chương trình tin tức Mekong ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhãn hàng thuốc khép đặc trị bệnh lem đép hạt, xanh nhánh giá hân hạnh tài trợ chương trình này.